Hôm nay em Tú chia sẻ cho anh chị một căn nhà cách cái trường cấp 3 Đức Hòa khoảng là 300 m nha anh chị. Căn nhà này thuộc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ căn nhà này mà đi về thành phố Hồ Chí Minh anh chị khoảng là 30 phút xe máy nha anh chị. Em Tú xin chào mọi người. Hôm nay em Tú bán một căn nhà ở thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị. Căn nhà này diện tích là 280 m² nha, thổ cư toàn bộ. Anh chị nào mà muốn làm nhà vườn á thì hãy đi xem nhà cùng em Tú luôn nha. Miếng đất này đã có cái căn nhà cấp 4 nha anh chị. Đây là cái con đường trước nhà mình anh chị, con đường đá xanh 4 mét nha, xe hơi đi vô tới nhà luôn. Đây là người dân sinh sống ở xung quanh cái nhà mình nè, nói chung là sát nhau, tại vì là đất đây là đất ở đô thị nha anh chị. Căn nhà đó, cái căn nhà này là thuộc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha anh chị. Căn nhà này là căn nhà cấp 4 với diện tích đó là ngang 4 mét rưỡi, dài 63 mét, thổ cư toàn bộ nha anh chị. Có một căn nhà cấp 4 xây khoảng được nửa đất đó, từ đó qua bên này nè anh chị là 4 mét rưỡi, dài xuống là 63 mét, thổ cư 100% và sổ hồng riêng nha. Có một căn nhà cấp 4 xây dựng nửa đất cho mình, một nửa đất, còn một nửa đất là để làm nhà vườn. Đây là cái đường nè anh chị, đó không dân ở đây á sát nhau, và đất ở đây người ta làm đều có nhà vườn anh chị. Nói chung là ở đây người ta đất nó nhiều quá nên anh chị thấy không, trước nhà ai cũng có cây cối hết, và xung quanh cái nhà mình á thì anh chị thấy không, dân sống là sát nhau nha. Ở đây thì rất là mát luôn anh chị. Đây là cái căn nhà trước mặt mình nè anh chị, giờ em Tú vô cho anh chị xem nha. Trước cái cổng á là anh chị làm hai cái cổng, một cổng là xe máy và một cổng là xe hơi vô nha. Còn cái sân á là chủ á, làm dài ra là 7 m² để được xe hơi và xe máy luôn nha anh chị. Mở điện cho con cái. Đó căn nhà cấp 4 á. Dạ chưa chưa con làm nhiều lắm. Căn nhà này á, thì là một phòng khách, hai phòng ngủ và hai toilet, một phòng bếp anh chị. Còn một cái mảnh vườn ở đằng sau để mà trồng rau nữa. Tí nữa em Tú sẽ quay cho anh chị xem luôn. Đây nè anh chị, phòng khách đó ha. Phòng khách cũng khá rộng đó. Nhà đây là chủ xây để ở. Đây là kiên cố anh chị. Dán gạch lên khoảng 1,2 m đó. Đó, phòng khách. Để em quay ra phía ngoài anh chị xem, nên là nó dài lắm anh chị. Đó, từ cái thằng khách mà ra tới cái cổng của mình rất là dài luôn. Trước nhà mình còn có cây cây lộc vừng nha anh chị, nên cái nhà mình nó mát lắm. Đó, cái cây lộc vừng. Nay bây giờ em Tú đi vô phòng khách nha. Lộn, phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên anh chị. Mấy cái phòng ngủ thì em Tú quay sơ thôi nha, còn anh chị này nào mà đi muốn muốn xem kỹ thì liên hệ em Tú dẫn vô nhà xem trực tiếp luôn nha. Đây nè, cái đây là cái phòng phòng ngủ thứ hai nè anh chị. Tiếp tới là một cái phòng bếp. Trong phòng bếp thì có hai cái toilet nha, một cái phòng tắm và một cái toilet, có hai phòng. Phòng bếp thì để được cái bàn ăn đó anh chị, đó bàn ăn anh chị thấy đó ha. Cái căn nhà này á là 280 m², thổ cư 100% và sổ hồng riêng luôn nha anh chị. Diện tích đất á là 280 m², toàn bộ là thổ cư hết nha. Đất này đất ở đô thị nha anh chị, ngang là 4 m², chiều dài á là tới 63 mét lận. Chủ xây một nửa rồi, còn một nửa là đang làm vườn, đang trồng cây. Chuẩn bị em Tú ra quay. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. Đây nè anh chị, xung quanh ở phía sau nè anh chị, phía sau nhưng mà đã là nhà cũng san sát nhau anh chị đó không? Đây là phía sau nhà mình nè. Nhà cũng sát nhau hết rồi, thì ở đây thuộc đất ở đô thị anh chị, nó thuộc thị trấn Đức Hòa đó, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nên là nó nhà đã sát nhau rồi, nhưng mà nhà nào thì cũng có nhà vườn hết. Ở đây thì viện nghỉ dưỡng là mát lắm anh chị, đó không, nhà sát nhau hết, người dân ở đây cũng thân thiện lắm anh chị. Đây có khoảng trống đằng sau nè anh chị, chiều ngang 4 m², chiều dài còn xuống khoảng là 30 mét,
cũng là đất thổ cư luôn nha, nhưng mà nhà chủ nhà không không có không có xây dựng để làm rau đó. Từ từ này nè mà ra tới cái bộ chuối á, ngay chỗ bức tường đỏ luôn anh chị, là để trồng rau, chủ nhà đang để trồng rau nha. Cái căn nhà này thì là diện tích là ngang 4,5 m, dài 63 m, thổ cư 100% đó. Đất là đất ở đô thị thuộc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ nhà gửi em Tú bán với cái giá là 2 tỷ 500 triệu, bao cả giấy tờ, nhưng mà chủ nhà nói với em Tú là có thương lượng nữa nha anh chị đó. Anh chị nào mà muốn nhà vườn thì liên hệ em Tú nha. Đây nè, em Tú đi ra phía sau nhà vườn anh chị, anh chị thấy không đó, xuống tuốt đây luôn nè. Chủ đang trồng chuối, trồng dừa đó, tới cái tường đỏ luôn anh chị. Cái chiều dài của nó đó là còn ở khoảng đất không á, chiều dài của nó là khoảng là 30 m á. Chủ đang trồng chuối nè, trồng cây ăn trái rồi anh chị. Đó, xung quanh đó, xung quanh nhà anh chị thấy không, nó đông ở xích nhau rồi, và cây cối cũng nhiều nên là ở đây mát lắm anh chị. À, không, chủ nhà đang trồng đu đủ nè, trồng cà tím nè. À, nói chung là mình còn khoảng 100 mấy m² là chưa xây dựng nha, nhưng mà đất đó cũng là đất thổ cư luôn nha. À, đây là phía sau nhà nè. Anh chị nào mà muốn đi xem căn nhà này thì liên hệ em Tú nha. Em Tú để số điện thoại trên màn hình. Từ cái căn nhà này mà đi về thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 30 phút xe máy nha anh chị. Anh chị nào mà muốn tìm hiểu đất hoặc nhà ở khu vực Đức Hòa, Long An á, thì hãy nhấn đăng ký kênh của em Tú, để em Tú sẽ chia sẻ nhiều cái lô đất, nhiều căn nhà trên kênh Bất Động Sản Tú Võ này nha anh chị.